Xin chào bạn, sắp tới mình sẽ có một cái chuyến đi từ Việt Nam sang Campuchia. Thì đây là một cái hành trình cũng khá là dễ thôi, vì Campuchia là một cái nước kế bên Việt Nam, cho nên là anh em có thể dễ dàng đem xe tự túc qua để anh em có thể thoải mái về phương tiện di chuyển cũng như là khám phá được nhiều hơn. Thì video này mình sẽ nói về anh em cần phải chuẩn bị gì khi mà anh em chạy xe từ Việt Nam sang Campuchia hoặc là nước khác, ví dụ như Lào chẳng hạn. Để di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia hoặc là Lào đi bằng xe hơi á, thì anh em sẽ cần xin một cái giấy liên vận. Hồi sáng này mình đi làm giấy liên vận, thật ra đây là lần thứ hai mình đi làm giấy liên vận rồi. Trước đó là vào hồi cách đây khoảng 3 tháng trước. Những giấy tờ cần thiết mà anh em cần phải mang đi để làm giấy liên vận là gì? Đầu tiên đó là cà vẹt xe ha, không thể thiếu được cà vẹt xe. Thứ hai là giấy đăng kiểm xe nè. Thứ ba là bảo hiểm xe. Ba cái đó ha. Rồi khi mà anh em đã chuẩn bị đủ những cái loại hồ sơ đó rồi á, thì anh em chỉ cần đi photocopy ra mọi thứ một bản, anh em không cần phải sao y, không cần phải chứng thực gì cả. Sau khi đã photo rồi thì anh em sẽ đem cả giấy tờ gốc lẫn bản photocopy đi đến cái sở giao thông vận tải gần cái vị trí của anh em nhất. Ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đem ra sở giao thông vận tải Hồ Chí Minh số 63 Lý Tự Trọng nhất. Thì khi mà anh em tới cái sở giao thông vận tải á, thì anh em sẽ thấy có một cái cổng vào và rất là to ha, cái sở rất là to. Thì anh em sẽ không đi vào bên trong cái sở đó, mà kế bên cái sở nó sẽ có một cái khu văn phòng. Cái văn phòng đó nó sẽ để là địa điểm tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả gì đó. Thì anh em vào cái phòng đó chứ không cần phải đi vô bên trong. Khi mà anh em bước vào văn phòng á, thì anh em sẽ yêu cầu người ta là muốn làm một cái giấy liên vận để đi từ Việt Nam sang Campuchia, Việt Nam sang Lào, hoặc là cả Việt Nam Lào Campuchia luôn. Họ sẽ đưa cho anh em một cái tờ đơn. Cái tờ đơn nó cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần điền số khung nè, số máy nè, hãng xe, rồi màu sơn, rồi này nọ kia. Thì mặc định là cái giấy liên vận đó họ sẽ cấp cho em có thời hạn trong vòng 30 ngày, có nghĩa là nó giống như là xin visa đó. Trong 30 ngày đó anh em có thể qua lại. Mặc dù là một cái công tác hành chính, nhưng mà thời gian mà anh em để thực hiện cái bước này nó rất là nhanh ha. Lúc mà mình vào thì sau khi điền đơn, sau khi trả lại đơn và sau khi đợi cái người tiếp nhận họ gõ cái thông tin vào trong máy tính để cập nhật rồi in ra cái phiếu hẹn á, thì nó chỉ tốn đâu đó khoảng 10-15 phút mà thôi. Sau khi anh em có tờ hẹn rồi á, thì anh em chỉ cần đợi một thời gian rất là ngắn, là tầm khoảng 2-4 ngày làm việc, thì anh em quay lại anh em lấy là xong. Cái thời gian họ xử lý tùy thuộc vào cái khối lượng hồ sơ mà họ đang phải tiếp nhận ha. Và đây là cái chia sẻ của mình về cái quá trình làm giấy liên vận thôi. Thật ra là nó nhanh hơn mình nghĩ rất là nhiều, bởi vì mình nghĩ là làm những cái hồ sơ, những cái giấy tờ hành chính thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên là từ bước xử lý tiếp nhận hồ sơ chỉ tầm khoảng 10 phút nè, đợi ví dụ nhanh là được 2 ngày, còn chậm hơn xíu thì cũng chỉ là 4 ngày thôi, rất là nhanh ha. Rồi còn về cái chuyến đi của mình dự định là mình sẽ đi từ Việt Nam sang Campuchia, xong rồi quay từ Campuchia trở lại Việt Nam. Thì chi tiết hơn về cái chuyến đi của mình cũng như là quá trình mình đi chơi, quá trình mình khám phá, thì có thể mình sẽ chia sẻ trong những cái video hoặc là những cái bài viết sau ha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những cái video khác.